Số 9 tượng trưng cho nguyên tắc của triết học hay sự nhận biết vạn vật. Nó mơ mộng và cảm thấy thực sự thoải mái trong vương quốc của nghệ thuật, y học, tôn giáo, kịch, triết học và siêu hình học. Nó vừa là người thầy thuốc, vừa là người thầy giáo, luôn hoạt động vì lợi ích của người khác. Thế giới của số 9 truyền cảm, trực giác và sáng tạo. Nguồn năng lượng của nó đầy tình thương yêu, nhiệt huyết và bao trùm lên vạn vật. Tài năng, thấu hiểu, giao tiếp tốt, có ảnh hưởng lớn. Thử thách, mất tập trung, thụ động, quá khoan dung, nhiều thói quen xấu. Mục tiêu cá nhân, gây ảnh hưởng lớn, mở rộng. Sợ hãi, bất cứ sự gò bó nào, không kiềm chế được tình cảm. Nghề nghiệp, sẽ thành công với bộ trưởng, nhà thần bí, người chăm sóc sức khỏe, luật sư, nghệ sĩ hoặc thợ thủ công, lãnh đạo cộng đồng. Ưu điểm, số 9 giàu cảm xúc, có lòng thương người, rộng lượng và xem trọng tính nhân đạo. Những người mang con số đường đời này thường đáng tin cậy, biết trọng danh dự và ít khi thành kiến với người khác. Với những người ít may mắn hơn mình, số 9 dễ động lòng trắc ẩn và sẽ giúp nếu có thể giúp được. Số 9 luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người năng lượng, thời gian và tiền bạc của mình, miễn là điều đó thực sự đem lại lợi ích cho ai đó, nhưng không hề mong muốn phải nhận lại được gì. Những ngành kinh tế không phù hợp lắm với cách sống luôn luôn đầy lý tưởng của số 9, nhưng bù lại số 9 phù hợp với những ngành có tính triết lý cao như giáo viên, bác sĩ. Danh vọng, vật chất không phải là điều quá quan trọng với số 9, hơn nữa số 9 thường rất hào phóng và hễ có tiền là sẽ sử dụng ngay. Số 9 là những người không ích kỷ, quảng đại và sẵn sàng đem những gì thuộc về mình ra để giúp đỡ người khác hoặc vì lợi ích chung. Số 9 thích đi xa và tìm hiểu những vùng đất mới. Tầm nhìn của số 9 tương đối mở và số 9 thường nhìn được bức tranh tổng thể trước khi đi vào tiểu tiết. Số 9 có tài ăn nói, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo cao, đặc biệt giỏi trong việc phát hiện ra tiềm năng và cái đẹp ở những thứ xung quanh mình. Thứ nhiệt tình của số 9 là thứ nhiệt tình được kiểm soát và số 9 có khả năng kết thúc những gì mình đã bắt đầu. Số 9 thường bị cuốn hút bởi những vị trí quan trọng về chính trị, tôn giáo hay những công việc có ích cho xã hội. Số 9 dễ kết bạn. Người xung quanh thường bị số 9 hấp dẫn vì sự cởi mở, thân thiện và khả năng biết lắng nghe. Trong công việc, thái độ cởi mở này cùng với sự rộng lượng hay khuyến khích và sẵn sàng giúp đỡ đem lại cho số 9 sự kính trọng và nhiều khi là cả sự lãnh đạo. Đời sống tình cảm của số 9 sẽ thuận buồm xuôi gió nếu đối phương hiểu và chấp nhận được sự hào phóng và tốt bụng của số 9. Nếu đối phương coi trọng vật chất và danh vọng, mối quan hệ sẽ gặp nhiều rắc rối khó khăn. Số 9 nhạy cảm và yêu cuộc sống, sự thấu hiểu của họ với cuộc sống đôi khi hay được thể hiện dưới các hình thức nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, văn học. Dù số 9 không có tài năng về những lĩnh vực này, chúng cũng là những sở thích lớn của số 9. Nhược điểm. Sự rộng rãi, độ lượng của số 9 thường không được hiểu đúng và nhiều người nghĩ đó là ngu ngốc. Những lý tưởng và quan điểm của số 9 nếu không biết cách thể hiện dễ khiến người khác cảm thấy là ngớ ngẩn, phi thực tế và khôi hài. Những người có con số đường đời này dễ bị cuộc đời làm cho thất vọng. Số 9 thường không muốn chấp nhận mặt trái của xã hội và luôn bị thôi thúc bởi mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Những nỗ lực này thường khiến số 9 phải đổ nhiều tâm sức, nhưng kết quả thu được phần nhiều là thất bại. Số 9 là những người lãng mạn, nhưng tình cục của số 9 thường không sâu vì số 9 có xu hướng tập trung vươn tới giấc mơ của mình hơn là tình ái. Khi cuộc sống của số 9 mất cân bằng, số 9 thường ủ rột, tách biệt hoặc không chịu mở lòng với người khác. Số 9 dễ trở nên dễ sợ hãi, không dứt khoát, vô ơn và dễ đổ lỗi cho người khác hoặc cho xã hội. Sống hoàn toàn không ích kỷ không dễ dàng. Số 9 dễ trở nên giận dữ và có thái độ thù địch với những người mình đã từng giúp đỡ nếu để mình cảm thấy sự tốt bụng, đáng được đền đáp hoặc cảm thấy mình đã bị lợi dụng hoặc không được coi trọng. Số 9 cũng dễ trở thành những người bất mãn với cuộc sống. Số 9 đang cho vì muốn nhận là những người đã đi chệch đường và cần xem lại những nguyên tắc của mình. Số 9 cũng có xu hướng dàn trải tâm huyết của mình vào quá nhiều thứ. Nếu theo đuổi vật chất, số 9 vẫn có thể thành công và đạt được thứ danh vọng tiền tài mà mình muốn, nhưng điều đó sẽ đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống nội tâm. Ở phía tiêu cực, số 9 thường nóng tính, phi thực tế và không biết nhìn người. Đây là những người dễ bị lợi dụng và lừa gạt. Họ không ưa bị phê bình dưới bất cứ hình thức nào vì tự cao tự đại. Số 9 cũng kém về chi tiết và thường cần tới sự trợ giúp của người khác khi công việc đòi hỏi điều này. Lời khuyên. Tư tưởng tốt đẹp của số 9 cần được thể hiện bằng hành động thay vì thuyết giảng. Số 9 cần hiểu rằng giúp đỡ được người khác,
có thể đem lại cảm giác thỏa mãn và hài lòng, phần thưởng ý nghĩa hơn bất cứ sự đền đáp nào.